bước qua cái máy quay. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay để tiếp tục đến shop của Lễ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai, như một số bông trang luôn những quý vị. Nay thì đem về bông trang khá là nhiều đây. Để ra thấy ngoài lộ luôn rồi đó ha. Trang nay đem về rất là nhiều ha. Nhiều màu quá nè quý vị. Nhiều màu quá đây ha. Nụ thì ôm đặt hết trơn nè quý vị. Đổ ra là thấy ghiền quá ha. Rồi, chào các em. Rồi, Tâm kính chào anh Tấn, kính chào khán giả gần xa trong mọi miền đất nước. Hôm nay Tâm về Mai Tàn, Mai Phôi, Bông Trang. Mong anh chị cô chú xem ủng hộ giùm Tâm. Địa chỉ của Tâm ấp Bình Long, sông Bình, chợ gạo Tiền Giang, bán bao ship toàn quốc nha anh chị. Số điện thoại của Tâm là 0376994790 để số Zalo của Tâm luôn á. Rồi mời anh chị vô xem cái cây Mai Tàn mã số 1 ha. Mã số 1 đây quý vị ơi. Anh này một cây Mai Tàn cũng khá là to đây quý vị ơi. Rồi em này cao tới hết cái đỉnh này thì chắc khoảng tầm là 1m8, nhưng quý vị tán ngang cũng cỡ 1m7 ra 1m8 luôn á. Rồi cái hoành nó như em. Rồi cái hoành 29. 29 hoành luôn. Em này thì dạng siêu nụ nha quý vị. Bây giờ khoan khoan Tâm đời dần dần Tâm. Đây quý vị. Chỗ nào cũng vậy rồi quý vị nè. Ồ đất ơi. Đây là 100% nụ nha anh chị. Đặt cây luôn quá xá luôn nè. Đặt cái tên ha. Đó. Nụ nè. Đặt cây luôn. Chỗ nào cũng vậy nha quý vị. Đó. Thấy ghiền luôn ha. Nè. Thấy chậm nhân Tâm. Đó quý vị. Đặt cây luôn nha. Siêu nụ luôn. Rồi giờ quý vị ngắm nghía thân cành ha. Nụ thì mình khó nói rồi. Nụ nhiều và to nữa. Thân cành dưới đây cũng ok quá nè ha. Đế nè. Đế này giờ không có khai thác đế nhiều anh chị. Sao là quấn keo y chang gì không có làm gì nữa ha. Dạ luôn như đây em. Rồi mã 1 này 4 triệu bao ship toàn quốc rồi nha anh chị. Rồi 4 triệu bao ship toàn quốc. Cây siêu nụ luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên mã số 2. Một em Mai Tàn nhà mini ha anh chị. Rồi lên mã số 2 luôn. Đúng rồi. Rồi số 2 em nào. Đúng rồi cây đó đúng rồi. Ba đây mà. Đa ba đó. Cái này độc chủ chất giót ha anh chị. Này khá cao khá nè. Khá cao luôn. Này cao này chắc mét 8 rồi quý vị ơi. Cao dữ nha. Rồi cái hoành 19 anh ơi. Rồi 19 hoành tán ngang này chắc khoảng tầm 1m nhưng quý vị. Đó. Cái độc này chắc khá khá ha anh chị. 8 mà nụ gì ta dựng cái tập cho quý vị xem nó nụ nè. Bự không hổ về nụ chảng chảng luôn ha. Đó chân tay nha. Đó. Đặt vậy đó bự bự không vậy đó. Rồi xin cạnh luôn. Rồi xin giáo luôn. Rồi mã số 2 này 208. Rồi lên mã 3 luôn. Rồi mã số 3. Rồi mã số 3 thì em này cao chắc khoảng tầm 1,5m quý vị. Tán ngang chắc khoảng tầm 1m ha. Rồi cái hoành 18,5 anh. Rồi 18,5 hoành. Thân cành luôn dừng luôn Tâm ơi. Ủa cái gì ai nó nóc ha, nó nữa hết trơn ha. Dài 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 ha. Cũng tròn tròn tròn. Ủa là đặt cây ra nè ha. No ha. Rồi thân cành luôn. Rồi giữ luôn như đem. Rồi mã số 3 này 207. Rồi xuống cây luôn. Lên mã 4 luôn. Rồi lên luôn. À, mã số 4 của gì em này cao lấy 1m6 gì đó ngang lấy 1m ha. Rồi cái hoành 21. 21 hoành. Rồi ra từ từ của diện nghĩa kỹ ha. Đó. Rồi dừng luôn Tâm thì em này nụ đủ cỡ trên bung bút xanh xanh cũng có ha. Nụ tròn tròn cũng có nè. Đủ cỡ trên nè quý vị ha. Cỡ ở trên này ha. Xương cành ha.
Rồi, giá luôn như rồi, mã số 4 này 390. Rồi, 390. Rồi. Lên mã 5 luôn. Rồi, mã số 5. Rồi, mã số 5 thì em này cao hết cái đấy, cái đỉnh xanh xanh đó chắc khoảng tầm là 1,5 m quý vị ơi. Rồi, tán cái quanh chắc... 17 nha anh. Rồi, 17 quanh, tán ngang chắc khoảng tầm 1 m luôn đi ha. Rồi, rồi nụ thấy thương luôn á quý vị ơi. Dừng luôn á Tâm. Chặn cái ta lại cho quý vị nhé, cái nụ đó. No ha. Còn độ nhiều hơn là đặt máy cho quý vị nhé. Đó. Đặt hết trơn ha. Nụ thấy thương quá nè. No tròn. Rồi, xương canh luôn á quý vị, tiếp tục xương canh ha. Nó rồi giá luôn như đây. Rồi mã số 5 này 303. Rồi 303. Lên rồi, mã 6 luôn. Rồi mã số 6. Rồi mã số 6 thì hôm nay cao hết đỉnh chắc khoảng tầm 1m4 lấy 1m4 quý vị, tán ngang này chắc khoảng lấy 1m luôn nè ha. Rồi cái hoành 17,5. Rồi 17,5 hoành. Rồi dân tâm. À, kiểm tra nút nụ của cái gì, nút nụ đó ha, tròn tròn bự bự không đây ha, hiền đưa bình cháo cho ba, tròn tròn bự bự không vậy nè, bình hồng cũng vậy đâu đâu cũng vậy, bự không ha, thân cạnh luôn, hello nha em, rồi mã số 6 này 204, rồi lên mã 7 luôn. Rồi mã số 7 quý vị. Rồi mã số 7 thì em này cao hết đỉnh tới chắc khoảng tầm 1,5 m, tới ngang khoảng 1 m nha quý vị. Rồi cái hoành 17,5 anh. Rồi 17,5 hoành ha. Rồi dừng luôn Tâm. Em này thì nụ cũng đủ cỡ luôn nè. Mới bung xanh xanh nè, có hang bung lụa, có mà bung rò xanh cũng có không vậy, đó, đủ cỡ, đủ tròn tròn luôn ha, đủ cỡ cho những cái gì nè, đặt cây trơn ha, đủ tròn do ha, rồi tiếp tục thân cành luôn, rồi giao luôn nhiêu đây em. Rồi mã số 7 là 250. Rồi 250. Rồi số cây lên mã 8 luôn. Rồi tiếp tục anh em chia cành đều luôn. Rồi mã số 8 thì em này cao hết đỉnh chắc khoảng tầm 1m6 về tán ngang này khoảng lấy 1m3 nha quý vị. Cái hoành 21. Rồi 21 hoành. À, thân cành. Ok ha. Nó này cũng tay cành cũng khích 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 không nè, tứ diện luôn. Rồi dừng luôn Tâm ơi. Ủa không có gì này, phải chặn tay lại quá. Ủa không có gì nè, bự bự rồi ha, cũng có cái thì cũng có bung lụa cũng có ha. Rồi cho luôn như đen. Rồi mã 8 này 350. Rồi số cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 9 luôn. Rồi số 9 lên cây luôn. Mã số 9 này quý vị. Rồi em này cao hết đỉnh chắc khoảng 1m4, tán ngang khoảng tầm 1m2 nha quý vị. Cái hoành 21. Rồi 21 hoành. Thôi dừng ta, nụ gì nó no, nó tròn, thấy ghê quá cái gì nè. Do ha, đặt cây luôn cái gì. Mấy em này thì nhìn nó nhú rồi, chuẩn bị bung rồi hả quý vị. Đó, do, đặt cây luôn. Cành cũng lực quá nè ha. Rồi giá luôn như đen. Rồi mã 9 này 400. 400. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã 10 luôn. Rồi lên mã số 10. Rồi mã số 10 thì em này cao khoảng tầm 1m4, tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Hoành 18,5. Rồi 18,5 hoành. Rồi dừng em. Rồi nụ quá xa như ngay quý vị nè, đặt máy nụ bự nụ nhỏ vậy, nhóc luôn nè ha.
Rồi tiếp tục thân cành luôn, xe cái tóc cành này quý vị. Rồi nụ đó ha, tùy dùng miền mà quý vị mình chọn cây nút nụ to hay nhỏ hay là buông lụa gì tùy dùng miền, nhưng quý vị chọn cây sao về cho quý vị xử lý cho nó trổ ngày Tết đó ha. Rồi cây này là mã số 10 giữ luôn như đen. Rồi mã số 10 thì 350. Rồi 350. Rồi xuống cây rồi lên mã 11. Rồi mã số 11 Tulip mai tàn hả anh chị, còn không còn cây nữa hả? Rồi mã số 11 em này cao khoảng tầm 1,5 m nha quý vị, đang ngang khoảng 1,3 m ha. Cái hoành 18. Rồi 18 thân cành, quý vị ngắm nghe kỹ thân cành cái ha, thân cành nụ luôn chừng cái tâm mấy nhánh nhỏ đưa dưới nè quý vị nè, nụ nhóc giá nhiều nha. Không dòm giá. Rồi sẽ xe cái rồi cho luôn như đen. Rồi mã 11 này giá 350. Rồi 350 ha. Lên mã 12 cuối clip mai tàn ha anh chị. Rồi bắt đầu qua mai phôi ha. Đây số 12 này khá là cao ha, này cao chắc khoảng 1,6 m vậy, tán ngang chắc khoảng lấy 1,1 m vậy đó ha. Rồi cái hoành 18 anh. Rồi 18 8 hoành đó, đủ nè. Rồi đủ đặt luôn ha quý vị nè, đó đặt luôn ha. Rồi dài dài xuống đây cũng vậy luôn nè, đặt cây lên cũng bự bự không nè quý vị nè. Rồi nhánh nhỏ dưới đây không còn nụ nó dày. Rồi cho luôn nhiêu đây. Rồi mã 12 này 220. Rồi xuống cây luôn 220. Rồi, rồi nay mình giới thiệu như mai qua tàn đó ha. Phôi ha anh chị, mã 13 ha quý vị. Rồi mã số tiếp theo là 13 phôi, chiều cao 1 m. Rồi 1 m, cái hoành 29,5. Rồi tính 29 hoành đi. Rồi thân cành đây quý vị, đo cái củ đặt ha anh chị, củ đặt 45. Rồi để xây cái củ đế luôn. Rồi giá luôn nhiêu đem. Rồi mã 13 này 1,1 triệu. Rồi 1,1 triệu ha. Rồi xuống cây lên mã 14 luôn. 14 lên luôn. Rồi mã số 14 chiều cao, chiều cao 1,2 m. Rồi cái hoành luôn, cái hoành 28. Rồi xây xây luôn 58 hoành, nách nứt hả anh chị? Dạ cây nứt nát. Rồi để quý vị ơi. Rồi cho luôn như em. Rồi mã 14 này 1,250 triệu. 1,250 triệu. Lên mã 15 luôn. Số 15 chiều cao 67, cái hoành 23. Rồi 23 hoành, thân cành luôn đây quý vị ơi. Để ha. Rồi cho luôn như em. Rồi mã 15 này 340. Rồi xuống cây luôn. Lên mã 16 luôn. Rồi 16. Em mini nhỏ gọn anh chị. Chiều cao 76. Rồi. Cái hoành 16. 16 hoành. Rồi thân cành luôn. Rồi để luôn rồi quý vị. Xịt tược ra quá trời nha anh chị. Rồi cho luôn như đem. Rồi mã 16 này 100. Rồi. Đập. Lên mã 17 luôn. Rồi mã số 17 chiều cao 1 m, cái hoành 25. Rồi xe xe luôn 25 hoành. Rồi thân cành luôn. Đế cũng được ha anh chị. Rồi đế quý vị.
Rồi, vô luôn nha em. Rồi, mã 17 này 608. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã 18 luôn. Luôn. Rồi, mã số 18 rồi quý vị. 84 cao. Rồi. Cái hoành luôn. Cái hoành 28,5. Rồi. Thân cành luôn. Rồi, để rồi quý vị. Rồi, vô luôn như rồi, mã 18 này 1.050.000. 1.050.000. Rồi, lên mã số 19. Rồi, lên mã 19. Rồi, mã số 19. Chiều cao 39. Cái hoành 15. Rồi. Mầm xanh thực mạnh luôn ha. Rồi, để luôn. Rồi, vô luôn như đem. Rồi, mã 19 này 80.000. Rồi, 80.000. Tắt máy cho anh. Rồi, mã số tiếp theo 20 nha anh chị. Rồi. Chiều cao 65. Cái hoành 14,5. Rồi, 14,5 hoành. Nè, xịt mầm xịt tược nha anh chị. Nhanh, cành nào cũng có hết á. Rồi, để luôn. Rồi, cho luôn như em. Rồi, mã 20 này 90.000. 90.000. Lên mã 21 luôn. Luôn. Rồi, mã số 21 cái gì? Chiều cao 84. Cái hoành 24. Rồi. À, cành đều quá nè ha, chót đọt nhỏ luôn. Cành ok quá nè. Đế cũng đẹp ha anh chị. À, đế cũng xè cũng đều bầu quá nè. Rồi, cho luôn như đem. Rồi, mã 21 này 700. Rồi, xuống cây lên luôn. Lên mã 22 luôn. Rồi, 22. Chiều cao 50. Cái hoành 22. Rồi, 22 hoành. Rồi, để luôn. Rồi, cho luôn như rồi, mã 22 này 200. Rồi, xuống lên mã luôn. 23 luôn. 3 một cây bự luôn. Rồi, hai người lên luôn. Chiều cao đón luôn cao nè ha, này cao này chắc khoảng 1m7 quá ha. Cái hoành 40. Rồi, 40 hoành, cao 1m7. Tại cành cũng khá quá nè, có gì nè, khá tại cành nữa nè ha. Rồi, để để rất ok anh chị. Đó, để đẹp quá ha, nguyên bệ nè, đặt đế luôn ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây em. Rồi, mã 23 này 2.800.000, bao ship toàn quốc nha anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Lên mã 24 luôn. Rồi, 24. Chiều cao 63. Cái hoành 21. Rồi, 21. Rồi, đế luôn nha quý vị. Rồi, vô luôn như em. Rồi, mã 24 này 170. Rồi, xuống cây luôn. Lên mã 25 luôn. Rồi, 25. Chiều cao 64. Cái hoành 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, để luôn nè quý vị. Rồi, vô luôn như đen. Rồi, mã 25 này 202. 202. Rồi, mã 26 luôn. Chiều cao 56. Cái hoành 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, để luôn. Rồi, luôn như em. Rồi, mã 26 này 200. Rồi, okay. Lên mã 27 nha. Luôn. 27. Chi cành cũng đều hả anh chị. Chiều cao 62. Cái hoành 26. Rồi, 26 hoành. Chi cành 4 phía đều hả anh chị. Rồi, luôn như rồi, mã 27 này 600. Rồi, lên mã 28 luôn. 28. Chiều cao 78. Cái hoành 27. Rồi. Anh cành rồi quý vị. Để
Để luôn. Để trải cũng đều quá nè. Rồi, giá luôn như đây. Rồi mã 28 này 750. Rồi, xuống cây luôn. Lên mã 29. Em này có cái biểu tượng ha anh chị. 71 cao. Cái hoành 28. Rồi, 28 em này nách thì nó sần sùi nè, dừng lại cái tâm. Đó. Dưới đây cũng vậy luôn nha quý vị nè. Anh chị nào thích mấy cái loại cây này thì cứ lôi cho Tâm cây này ha. Rồi, xe xe luôn, để luôn. À, mình mấy nách nè nó cũng sần sùi vậy ha. Cái thân mà hình nó cũng vậy. Bể vậy đó. Rồi, vô luôn như đây. Rồi, mã 29 này 500. Rồi, xuống cây luôn. Lên mã 30 luôn. Rồi, 30. Chiều cao 77. Rồi, cái hoành 27. Rồi, 27 hoành. Đế gọng to ha anh chị. Rồi, đế đây. Để trái cũng đều tứ phía trên đây. Còn bự nè. Đây, nhanh luôn như đây. Rồi, mã 30 này 1.150.000. 1.150.000. Rồi, lên mã số mới luôn. Lên mã 31 luôn. 31 tại cành lực em quá này ha. Cũng khá ha anh chị. Cái củ to quá. Chiều cao 77. Cái hoành 35. Rồi, 35 hoành. Em đo cái củ đặt cho anh chị coi, chị coi ha. Chị coi trước coi củ đặt. 46. Rồi, củ đặt 46. Rồi, cho luôn như em. Rồi, mã 31 này 1.500.000. Rồi, 1.500.000, rồi, xuống cây luôn. Rồi. 32 này cuối clip bay phôi nha anh chị, bắt đầu mình qua bông trang ha. 52 cao. Hoành 17. Lọc lá tầm hết trơn rồi nè. Đây bạn đều quá đây ha. Rồi, giữ luôn như đây. Rồi mã 32 này 120. 120. Rồi bắt đầu mình lên mã số 1 không? Bông trang nha anh chị. Mã số 1 bông này trang. Này mà cà rốt ha anh chị. Này hả? Này vàng đồng. Vàng đồng. 1m1 cao. Đá ngang 80. Rồi, này vàng đồng nhưng cái gì? Cái cốt 11. Rồi, cốt 11 một cốt nữa ha. Này nụ thì nó ôm đặc hết. Em quay mỗi cái màu cho anh chị cô chú coi ha, cái nào anh chị cô chú muốn bắt cặp thì cứ alo cho Tâm ha. Vườn hồi nãy quý vào đầu lép mình dạo gì còn rất là nhiều ở ngoài sân á ha. Là không có thời gian. Mã số 1 này 250 nha anh chị. 250. Giá này đã bao ship tới nhà rồi nha quý vị. Rồi màu này màu cà rốt ha anh chị. Rồi em này mấy cà rốt đây. Mã số 2. Chiều cao 84. Rồi. Đá ngang 78. Cái cốt 10. Nụ ôm đặt hết trơn nè quý vị nè. Cho luôn như em. Rồi mã số 2 này 200. Rồi xuống cây luôn. Số 3 luôn. Rồi mã số 3. 70 cao. Đá ngang 60. Này tính sen nha quý vị. Cái cốt 8.5. Cốt rõ ràng ha. Nhà em mà hàng một cốt không nha anh chị. Nụ đang ôm đặt hết trơn ha. Rồi, cho luôn như đây em. Rồi, mã số 3 này 200. Rồi, xuống cây luôn. 200. Lên mã số 4 màu đỏ quyền truyền thống đỏ nha anh truyền chị. Nè. Chiều cao 96. Đá ngang 67. Cốt này hơi to ha anh chị. Cốt 12. Rồi. Nụ ôm đặt hết trơn cái gì? Đặt hết trơn. Rồi, giữ luôn như em. Rồi, mã số 4 này 250. Rồi, xuống cây luôn em. Rồi, mà hồng phấn anh chị. Rồi, mã số 5. 97 cao. Đá ngang 86. Cốt này to lắm nha anh chị. Cái cốt 14. 14 luôn. Đó, này nụ nè, chấm tâm. Nụ đang ôm đỏ, 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 mấy cái đầu hết trơn cái gì. Đó, này tết nó phật ra cái là kính luôn đó ha. Rồi, giữ luôn như em. Rồi, mã số 5 này 300. Rồi, xuống cây luôn. Lên mẫu 6 màu đỏ kim ha anh chị. Rồi, xuống 6 đỏ kim. Là đủ. Chiều đó. Cao 87. Đá ngang 59. Cái cốt 11. Rồi, cốt 11.
bông cầu đẹp quá. Rồi, giá luôn nhiêu đây? Rồi, mã 6 này 200. 200, rồi. Rồi, màu vàng nha anh chị. Vàng, mã số 7. Chiều cao 98. Rồi. Đá ngang 78. Cốt luôn. Cốt 11. Cốt 11. Vàng tươi. Lũ ông đặt hết trơn ha. Rồi, giá luôn nhiêu em? Rồi, mã số 7 này 200. Rồi, 200. Có 250, 250. 250 ha. 250. Rồi, hết ha. Này giới thiệu rồi, như đây chị, đây ha. Anh. Rồi, về lại giống em. Và cuối clip thì Tâm chúc anh chị cô chú một ngày mới có nhiều sức khỏe, những chút thời gian xem ủng hộ giùm Tâm thì nhà Tâm Trang, Mai với Mai Tết với Phôi rất là nhiều. Anh chị nào có nhu cầu chơi Tết thì cứ alo cho Tâm, Tâm thân cảm ơn. Rồi, chạy hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.